Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam Airlines vẫn mập mờ về vụ phi công dương tính với ketamine. Ngày 5 tháng 5, AFA tiếng Việt đưa tin Việt Nam Airlines lên tiếng vụ phi công dương tính với ketamine. Theo đó, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, tức Việt Nam Airlines, vào ngày 5 tháng 5 đã chính thức lên tiếng về thông tin trên mạng xã hội về việc một phi công bị nghi sử dụng chất cấm ketamine. Và đây là hình bài trên RFA. Việt Nam Airlines được truyền thông nhà nước dẫn lời rằng, một phần báo cáo chuyên môn của Bộ phận Y tế đoàn bay 919 với mẫu xét nghiệm ban đầu của phi công có tên D dương tính với ketamine bị tung lên mạng mới chỉ là kết quả nghi ngờ liên quan thành phần chất cấm sử dụng. Cơ quan chuyên môn tiếp tục xét nghiệm, đánh giá, phân tích bằng những phương pháp khác nhau để có thể đưa ra những kết luận cuối cùng, AFA cho hay. Trong khi chờ kết quả cuối cùng, phi công tên D hiện đang bị tạm đình chỉ công tác. Việt Nam Airlines cũng đã báo cáo với cơ quan chủ quản là Cục Hàng không và cập nhật cho Cục khi có kết quả cuối cùng về vụ việc. Theo AFA, Việt Nam Airlines lâu nay vướng đầy tai tiếng, hoạt động thua lỗ triền miên, phải cầu cứu chính phủ giải cứu, hành xử của tiếp viên không chuyên nghiệp, thiếu tôn trọng khách đi máy bay. Trong đợt dịch COVID-19 là vụ các chuyến bay gọi là giải cứu, với hàng loạt quan chức ngoại giao, lãnh đạo văn phòng chính phủ bị bắt vì tham nhũng, vụ các tiếp viên mang ma túy từ Pháp về Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua. Và đây là hình bài trên báo Pháp Luật. Báo Pháp Luật cho biết, theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, vào ngày 25 tháng 4, trạm y tế của đoàn bay 919 đã thực hiện kiểm tra sức khỏe đối với phi công D trước chuyến bay VN578, nhưng phi công D từ chối kiểm tra chất gây nghiện. Cùng ngày, trạm y tế đã phối hợp với đội bay A321 đưa phi công D đến văn phòng để lấy mẫu xét nghiệm chuyên sâu. Bước đầu, kết quả test nhanh nước tiểu cho thấy phi công D dương tính với ketamine. Sau đó, kết quả xét nghiệm chuyên sâu cũng thể hiện phi công D dương tính với ketamine. Phi công D có đưa ra hai loại thuốc giảm đau đang uống, nhưng không có đơn thuốc của bác sĩ. Tuy nhiên, lực lượng y tế xác định hoạt chất của hai loại thuốc này không có thành phần giống ketamine và trong quá trình chuyển hóa trong cơ thể cũng không tạo ra thành vitamin. Tuy nhiên, báo Pháp Luật cũng cho biết, Cục Hàng không Việt Nam đang làm việc với cơ quan y tế để nắm sự việc và có biện pháp xử lý kịp thời. Như vậy, sự việc xảy ra đã hơn 10 ngày mà lãnh đạo Việt Nam Airlines và Cục Hàng không Việt Nam vẫn chỉ đang đặt sự việc vào diện nghi ngờ và đang xử lý, dù sự việc này liên quan đến an toàn bay và tính mạng của hành khách. Liệu vụ này rồi có giống như vụ 4 tiếp viên hàng không của Việt Nam Airlines mang ma túy từ Pháp về hay không? Đại khái, kết quả cuối cùng là người của Việt Nam Airlines chỉ vô tình bị dính líu mà thôi, chứ làm gì có chuyện nghiện, chuyện ma túy. Và đây là hình thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Trong vụ 4 tiếp viên hàng không mang ma túy, rất nhanh chóng, chỉ trong 30 ngày sau khi 4 cô này bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp đã làm rõ vụ việc. Theo đó, một người Việt Nam lưu trú tại Pháp sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tiếp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng, thông qua các dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để gửi về cho một người tại Đồng Nai. Sau đó, từ người này giao lại cho những người khác tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Công an khẳng định, đường dây buôn ma túy này không liên quan đến các nữ tiếp viên, báo Tuổi Trẻ cho hay. Điều kỳ lạ là, đường dây buôn ma túy này hoạt động đã lâu mà công an không hay biết gì. Chỉ đến khi có dính líu đến các tiếp viên hàng không thì lúc đó công an mới nhanh chóng phá án. Ai cũng biết, phi công hoặc tiếp viên hàng không của Việt Nam Airlines đều là con ông cháu cha, hoặc phải chạy rất nhiều tiền mới có được vị trí này. Có phải vì vậy mà Việt Nam Airlines và Cục Hàng không luôn bao che cho họ hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin Việt Nam Airlines vẫn mập mờ về vụ phi công dương tính với ketamine.
Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm đề. Kim Vũ Thời báo chấm đề xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam vô lý và độc đoán khi can thiệp vào việc nước Úc phát hành đồng xu có in cờ vàng ba sọc. VOA tiếng Việt ngày 5 tháng 5 có bài bình luận Việt Nam can thiệp nội bộ Úc khi phản đối đồng xu có hình cờ vàng ba sọc. Theo đó, một người am hiểu luật pháp quốc tế cho rằng Hà Nội đã can thiệp vào công việc nội bộ của Úc khi lên tiếng phản đối nước này lưu hành đồng xu kỷ niệm chiến tranh Việt Nam có mang hình cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Và đây là hình bài trên VOA. Trước đó, vào ngày 4 tháng 5, VOA đã đưa tin một đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ trích hai cơ quan thuộc kho bạc và bưu chính của Úc phát hành đồng xu có hình cờ vàng nhân dịp Canberra kỷ niệm 50 năm kết thúc tham chiến ở miền Nam Việt Nam vào năm 1973. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng còn đề nghị phía Úc dừng lưu hành các vật phẩm này, đồng thời không để xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai. Bà Hằng còn cho rằng việc này hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Úc. VOA dẫn bình luận của luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, từng bị Việt Nam bỏ tù và trục xuất sang Đức, khẳng định rằng Việt Nam chắc chắn đã can thiệp vào công việc nội bộ của Úc. Ông phân tích, lá cờ đỏ thuộc về Việt Nam Cộng Hòa trước đây, chế độ đó không còn nữa, nhưng nó vẫn là di sản của cộng đồng người Việt ở Úc, Mỹ và một số nơi trên thế giới, và đã được một số bang ở Mỹ và Úc công nhận là di sản văn hóa. Việc bưu chính và một công ty Úc đưa vào đồng xu để kỷ niệm chiến tranh Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với luật pháp Úc, không liên quan gì đến Việt Nam. VOA cũng dẫn Facebook của bà Nguyễn Hoàng Ánh, một phó giáo sư tiến sĩ, có hơn 63.000 người theo dõi. Bà Ánh viết trên trang cá nhân rằng, bản thân bà không có cảm tình đặc biệt gì với cờ vàng. Song bà khá ngạc nhiên về lời phản đối của Bộ Ngoại giao Việt Nam mà bà xem là sự gay gắt, không cần thiết này. Bà Ánh còn cho rằng, quốc gia đó in gì lên tiền lưu niệm là quyền của họ. Bà nhấn mạnh rằng, lịch sử là không thể bác bỏ trước khi chỉ ra sự thật là Úc có tham chiến với Việt Nam Cộng Hòa trong quá khứ. Và bà đặt câu hỏi, họ kỷ niệm cựu chiến binh của họ có gì sai đâu? Từ góc độ quan sát của mình, bà Ánh thấy rằng, việc Hà Nội cao giọng như vậy có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước. Nhiều Facebooker khác cũng có chung quan điểm, theo quan sát của VOA. Và đây là hình đồng xu có hình cờ vàng ba sọc đỏ và thông tin về việc kỷ niệm. Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài đưa ra nhận định, việc phát hành đồng xu có trùng với thời điểm ngày 30 tháng 4, cho nên có lẽ phía Việt Nam hơi vội vàng, hấp tấp, không chín chắn trong việc đưa ra phản ứng của mình, cho nên hoàn toàn không phù hợp, không đúng. VOA dẫn ý kiến của Facebooker GB Nguyễn Hữu Vinh, có 66.000 người theo dõi, liên hệ việc Việt Nam vừa phản đối Úc về vật phẩm kỷ niệm chiến tranh, với việc Trung Quốc có nhiều hoạt động, vật phẩm kỷ niệm cuộc chiến tranh đẫm máu với Việt Nam từ năm 1979 đến giữa những năm 1980, song Việt Nam lại không phản đối, không lên án Trung Quốc. Luật sư Đài chỉ ra sự khác biệt là ở chỗ, Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ ý thức hệ và Đảng Cộng sản Việt Nam chịu nhiều ân huệ của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Khi Trung Quốc kỷ niệm cuộc chiến tranh năm 1979, thậm chí đưa ra thông tin sai lệch về cuộc chiến, Việt Nam chỉ nhẫn nhịn chứ không dám phản đối, ông Đài nhận xét và nói thêm. Khả năng phản đối của Việt Nam với Trung Quốc là không được, nếu phản đối Trung Quốc sẽ lĩnh hậu quả nhiều hơn. Như tin của VOA đã đưa, cộng đồng người Việt tại Úc bày tỏ sự bất bình trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Một đại diện của cộng đồng người Việt tự do ở Úc Châu nói với VOA rằng, lời phản đối của Việt Nam thật vô lý và có tính cách độc đoán.
Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm đề với bản tin Việt Nam vô lý và độc đoán khi can thiệp vào việc nước Úc phát hành đồng xu có in cờ vàng ba sọc đỏ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm đề.